Dạ Toàn mến chào quý cô chú anh chị và các bạn ha. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hoa Kiển Phạm Toàn 99. Thì lời đầu tiên trong video, Toàn cũng xin mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống mà cũng như công việc ha. Dạ hôm nay mực có giao lưu là một số mai sữa gãy đế nôm đẹp sù chảy đu Singapore nha quý cô chú anh chị. Địa chỉ ở đây là ấp Thanh Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của mực là 0971 203 949. Đó cũng là số Zalo của mực nha quý cô chú anh chị. Dạ rất mong quý cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc luôn ủng hộ và đồng hành cùng mực ha. Dạ đây mà mực bán mai sù Singapore, cây đã xứ rễ và cây đã cắt đu chuột và chưa cắt đu chuột nha quý cô chú anh chị. Dạ, tầm khoảng 1 tháng cho đến tháng rưỡi tới thì mực sẽ đem về một cái lô là mai sù Singapore cây đã cắt đu chuột và chưa cắt đu chuột nha quý cô chú anh chị. Dạ hiện tại bây giờ mực cũng có giao lưu là một mặt hàng, đó là mai sữa rễ sù nu Singapore cây lứa quý cô chú anh chị. Ở đây thì mỗi cây trung bình của nó là tầm khoảng bằng đầu đũa ăn, có cây thì nhỏ hơn nha quý cô chú anh chị. Dạ nói chung là cũng có cây rễ đẹp, cây rễ xấu ha. Chiều cao trung bình của mỗi cây là từ 5 cho đến 8 tấc nha quý cô chú anh chị. Và cái về đặc điểm của mai sù Singapore thì mình trồng tầm khoảng là 7 đến 8 tháng thì cây nó sẽ lên sù. Nếu như cây nào mà nó sung á, mà nó khỏe thì cái cây nó tầm khoảng là 4 5 tháng thì mình thấy nó sù, cái hiện tượng của nó ngay cái nách nhánh quý cô chú anh chị. Dạ thì mặt bông của mai sù Singapore thì từ 5 7 9 cho đến 12 cánh nha quý cô chú anh chị. Dạ hôm nay thì trong vườn của mực thì cũng có cây nó nở cái hoa. Và cái Toàn đã chụp được 1 2 3 tấm hình này, chắc có lẽ là chiều nay Toàn sẽ đăng lên cho quý cô chú anh chị các bạn xem cái mặt hoa nó ha. Và mặt hoa mai sù Singapore này hoa rất là thơm luôn quý cô chú anh chị, nó thơm ngào ngạt luôn ha. Mực thì phân ra từng loại rễ quý cô chú anh chị. Ở đây thì 6 cộng là cái giá tiền khác nhau, 7 cộng, 10 cộng, 11, 12 cộng thì cái giá tiền nó khác nhau ha. Dạ sau đây mực sẽ giới thiệu từng mặt hàng nha quý cô chú anh chị. Cái mặt hàng cây 6 rễ nó đâu mực? Rồi. Sáu rễ bên đây. Thì cây sáu rễ này thì mỗi cây trung bình chiều cao nó là từ 5 cho đến 7 tấc nha quý cô chú anh chị. Cây xanh rất là khỏe ha. À, cây sáu rễ đâu đếm thử cho quý cô chú anh chị các bạn xem mình. 1 2 3 4 5 6. Cây này là sáu rễ quý cô chú anh chị. Ví dụ mà cây sáu rễ này mình giao lưu với quý cô chú anh chị và các bạn là bao nhiêu một cây hả mực? Dạ cây sáu rễ này thì em giao lưu với giá là 180.000 một cây. Cây sáu rễ là 180.000 một cây, bao nhiêu cây mình mới bao ship hả mực? Dạ 4 cây thì em bao ship. Dạ 4 cây thì mực sẽ bao ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Và đây là mặt hàng cây sáu rễ ha, thì cây nó tầm trung là tầm khoảng là từ bằng đầu đũa cho đến bự hơn đầu đũa, nhỏ hơn đầu đũa cũng vẫn có luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ tiếp theo là mặt hàng đó là cây 7 cộng ở đâu mực? Dạ đây là 7 cộng đế. Dạ tiếp theo là cây 7 cộng đế quý cô chú anh chị. 7 cộng rễ chứ. 1 2 3 4 5 6 7. 7 cộng rễ quý cô chú anh chị. Với cái mặt hàng mà cây 7 cộng rễ này mình giao lưu với quý cô chú anh chị và các bạn là nhiêu mực? Dạ 7 cộng đế này em giao lưu giá là 250.000 một cây. Bao nhiêu cây mình bao ship? Dạ 4 cây thì em bao ship toàn quốc. Dạ 4 cây thì bao ship toàn quốc nha quý cô chú anh chị. Đây là bên đây là cái lô mẫu cây mà 6 cộng rễ quý cô chú anh chị. 6 cộng rễ ha. Bên đây là 7 cộng rễ. Rồi tiếp theo là đó là 8 cộng rễ. 8 cộng rễ thì nói chung là cái cây của nó, cái thân của nó là bằng cái cây là 6 7 nha quý cô chú anh chị. Đây là cái mẫu 8 cộng đế. 8 cộng rễ nè quý cô chú anh chị. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi. Đây. Thì mỗi cây 8 cộng gì mình giao lưu với quý cô chú anh chị và các bạn là nhiều không mực? Dạ 8 cộng đế này thì em giao lưu với giá là 300.000 một cây nha. Với cây mà 8 cộng rễ như là mực giao lưu là nhiều mực 300.000. 300.000 một cây quý cô chú anh chị, là đơn hàng là 4 cây mình bao ship ha. Dạ 4 cây thì em bao ship. Rồi cho thì mình đã phát hiện cái cây mà 8 cộng này là quý cô chú anh chị. Đó. Cây này lúc trước thì nó bị gãy, nó mới cúp ngang. Thì cái cây này ví dụ mà quý cô chú anh chị các bạn nào mà mua trúng nhầm cái cây này á, cây mà 8 cộng này á, sau này có thể là cái đế nơm mà đầu vô đu chuột rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị. Cái này là cái tược thẳng lên chứ không phải là cái nhánh nha quý cô chú anh chị. Đây. Cái này là cái tược ra nhánh này nè quý cô chú anh chị. Đó. Cái này là đầu vô đu chuột luôn. Thì lúc đó là
Cái năm đó hình như là Toàn mới có 10 tuổi, mười mấy tuổi là vô tình Toàn xuống nhà cô hai của Toàn á. Toàn nhổ một cây mai nhỏ thôi, Toàn trồng Toàn dời đó 4-5 lần đó. Trong khi mà lúa hồi xưa hồi đó là mình phơi với chú chị, cái điểm mà mình ví dụ mỗi buổi sáng buổi trưa mình kéo ra mình phơi lúa thì nó bị đè lên cây mai. Nó đè khoảng 4-5 lần, cây mai nó bị cúp, nó cúp ngang cái phần rễ này nè. Sau này mình Toàn trồng cái mai nó tầm khoảng là 7-8 năm sau thì có một ông chú đó, ổng cũng đi ruộng qua lại nhà Toàn á, thì ổng thấy cây mai mà Tết năm nào cũng bông dung sọi á, cái ông ghé là ông hỏi đâu 3-4 lần đó, hỏi 3-4 lần. Trong khi đó ông rồi Toàn dưng ba má Toàn định bán luôn chứ thôi, để cây mai đó bây giờ tầm khoảng hoành của nó tầm khoảng là 50-60 đối với cô chú anh chị. À, tiếp theo mặt hàng là chín cọng rễ đâu mà. Dạ đây mặt hàng chín cọng rễ. À, mặt hàng chín cọng rễ nè quý anh chú anh chị. Chín cọng rễ ha. Chín cọng rễ đều ngang dài luôn quý cô chú anh chị ơi. Thì cây chiều cao này trung bình của nó là 5 tấc quý anh chú anh chị, cây rất là khỏe luôn ha. Nó xây vòng cho quý cô chú anh chị các bạn xem mà. Rồi với cái cây mà chín cọng rễ này mình giao lưu với quý cô chú anh chị và các bạn nhiêu hả Mực? Dạ cái lô chín cọng rễ này thì em giao lưu giá là 400 ngàn một cây. Dạ chín cọng rễ thì 400 ngàn một cây quý cô chú anh chị. À, bao nhiêu cây mình mới bao ship hả Mực? Dạ 4 cây là em bao ship toàn quốc. Dạ 4 cây thì Mực sẽ bao ship toàn quốc luôn quý cô chú anh chị ơi. Cây rất là vẻ mạnh ha. À, mình có cây 10 cộng, 11, 12 cộng không Mực? Dạ có. Tiếp theo là cái cây này. Cây này nó tới tới mười mấy cộng. Ừ. Thì sẵn tiện đây mình cũng giao lưu cái này luôn đi Mực. Dạ. Ừ. Cây đó là mình đía coi có phải bao nhiêu cộng Mực. Dạ cái này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 cộng. Rồi cây mà bự hơn đồ đúa ăn 13 cộng gì mình giao lưu với quý cô chú anh chị nhiêu Mực? Dạ cây này giao lưu 700 ngàn. À, 700 ngàn mình có bao ship không hả Mực? Dạ bao ship 700 ngàn này. Dạ. Bao ship. Với cây 11 cộng rễ này là Mực giao lưu với giá là 700 ngàn là bao ship toàn quốc luôn quý cô chú anh chị. Cây này chiều cao tầm khoảng là 90 ha. Ở trên 90 nhưng mà mình cỡ 90 thôi quý cô chú anh chị. Ừ. Rồi mình có cái lô nào mà 10 cộng rễ không? Dạ 10 cộng rễ thì như là rồi mình có là có cây 10 cộng không? Có 10 cộng. Ừ. Bên đây là 8 cộng hay Mực? À, 8 hay nằm bên kia quý anh chị. Dạ tiếp theo là cây 10 cộng rễ luôn quý cô chú anh chị ơi. À, cho quý cô chú anh chị và các bạn xem cây 10 cộng rễ nha Mực. Giờ đây cái mẫu 10 cộng rễ nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cây 10 cộng rễ. 10 cộng rễ. 10 cộng rễ này mình giao lưu với quý cô chú anh chị các bạn là nhiêu Mực? Dạ cây 10 cộng rễ này em giao lưu với giá là 500 ngàn mỗi cây. Dạ cây 10 là 10 cộng rễ ha. Dạ là 500 là bao nhiêu cây mình mới bao ship hả Mực? Dạ 4 cây thì cũng bao ship. Ừ. Cây này nó bằng đầu đũa ăn nha quý cô chú anh chị, chiều cao của cây này tầm khoảng là 6 tấc ha. Rồi, tiếp theo là cây mấy rễ Mực? Tiếp theo là cây này 11, 12 rễ nha. Rồi. Này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cây này 12 cộng, có cộng nhỏ tính 11 cộng ha. Cây này mình giao lưu với cô chú anh chị và các bạn là nhiêu Mực? Dạ, cây này giao lưu với giá là 600 ngàn. Ừ, 600 ngàn mình có bao ship không? Dạ rồi? Bao ship. À, cây này chiều cao nó tầm khoảng là gần cả mét luôn quý cô chú anh chị. Cây rất là khỏe mạnh ha. Cây đế điều nè. Cây là hàng tương lai luôn quý cô chú anh chị ơi. Rất mong quý cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc luôn ủng hộ và đồng hành cùng Mực ha. Đây là cái rễ của nó là điều ngang dai nè quý cô chú anh chị. Rồi cây tiếp theo luôn Mực. Dạ cây tiếp theo. Cây trong đây còn quýt nữa quý cô chú anh chị ơi. Cây này
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Cây này cũng 11 cộng đế nha. Cây 11 cộng rễ này mình giao lưu bao nhiêu mực? Cây 11 cộng đế này giao lưu với giá là 700 ngàn. 700 ngàn mình có bao ship không hả mực? Bao ship 700 ngàn. Chậm chậm, chậm chậm, quay chậm chậm. 700 ngàn bao ship. Cây quá đẹp của chú anh chị. Cây này nó bằng đầu đũa ăn, bự hơn đầu đũa ăn nha cô chú anh chị. Cây này tầm khoảng 5 tấc ha. Nó nhỏ mà lùng lực của cô chú anh chị. Quá đã luôn. Rồi chứ là cây này là 11 ha. Dạ 11 cộng. Còn cây nào 12 cộng không? Dạ thì nó cũng tầm 11, 11 chứ 13, 12. Có 12 thì nó. Cây này nãy mình giới thiệu chưa? Cây này rồi. Cây này rồi phải không? Dạ. Chứ là từ 6, 7, 8, 9, 11. 12 à, 12 cộng. Còn cây này 13 cộng này. Cây này 13 cộng này. Cây này mình giới thiệu hồi nãy rồi phải không? Dạ. Dạ rồi quý cô chú anh chị ơi, thì hôm nay mực có giao lưu là một số mai sữa rễ Sù Nu Singapore, cây đã sữa rễ. Thì về đặc điểm của mai sù Singapore thì mình trồng tầm khoảng là 7 cho đến 8 tháng. Cây nó sẽ lên sù, có cây thì tầm khoảng 4 5 tháng thì mình thấy nó sù rất là mạnh luôn quý cô chú anh chị. Đó. Cây này tầm khoảng bao nhiêu tháng hả mực? Dạ cây này mới có cỡ 7 tháng tuổi chưa? 7 tháng tuổi mà cây nó lên sù ở nách nè quý cô chú anh chị. Sù rất là mạnh luôn. Có cây nó nhỏ hơn cũng sù luôn quý cô chú anh chị, cây nào nó sung nó sù sớm ha. Cây này bể nách luôn nè. Cây rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị. Rất mong quý cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc luôn ủng hộ và đồng hành cùng mực ha. Dạ số điện thoại của mực và địa chỉ của mực toàn sẽ để đầy đủ bên dưới phần mô tả kênh để cho quý cô chú anh chị và các bạn biết để liên hệ với mực để mua cho mình những cây mai Sù Nu đã sữa rễ. Cây đẹp để chơi Tết nha quý cô chú anh chị. Thì cái hàng này hàng tương lai nè quý cô chú anh chị. Sau đây toàn cũng xin phép quý cô chú anh chị và các bạn toàn khép lại cái video. Dạ cuối video toàn cũng xin mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc ha. Dạ có quý cô chú anh chị và các bạn nào có yêu thích video của toàn á, xem xong cho toàn một like và một đăng ký và một chia sẻ để ủng hộ tinh thần và động lực cho toàn ha, để toàn có tinh thần ở những video tiếp theo sẽ hay hơn. Còn bây giờ thì bye bye.